Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu trường Dân chủ, Cà khịa Tư bản và Tôn vinh Việt Nam. Kính thưa quý vị, do sinh ra ở nước ngoài, cho nên tiếng Việt của Quan Lâm không được dành cho lắm. Ở hôm rồi thì Quan Lâm có tham gia một cái hội thảo, cũng do mấy bạn trẻ người nước ngoài biết nói tiếng Việt chút chút, mấy bạn ấy tổ chức. Thì cái hội thảo ấy nói về việc vấn đề Internet ở Việt Nam có tự do hay không. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn xem sơ qua một chút. Khó nói tiếng Việt quá. Đoàn thanh niên Phan Bội Châu tổ chức tại đài truyền hình SVTN thành phố Granado, Nam California. Và đứng kế bên chúng tôi là một em sinh viên trong ban tổ chức. Trước hết em có thể giới thiệu tên cũng như là nội dung buổi hội thảo năm nay. Dạ, xin chào các khán giả đang coi đài truyền hình SVTN Việt Nam. Em tên là Tâm và em là trong ban tổ chức của hội thảo tự do Internet bữa nay. Hai hội đoàn tổ chức cái hội thảo này, đoàn thanh niên Phan Bội Châu và mạng lưới đồng hành, và cái tổ chức này sẽ học tập về tự do Internet và tự do ngôn luận ở trong Việt Nam. Theo cái sự hiểu biết của các bạn trẻ đó thì cái sự tự do ở trong tự do Internet ở trong Việt Nam hiện nay thì ra sao? Thì cái hiện tại đây là cái tự do Internet ở trong Việt Nam rất là không có nhiều tự do, tại vì an ninh xã hội và government, cái nước chính phủ của Việt Nam có để nhiều sự hạn chế rất là không có nghĩa là khắt khe đó. Sự hạn chế khắt khe với thị trường tự do Internet. Dạ, phải gặp phải. Vậy các diễn giả chính của ngày hôm nay là những ai? Dạ, năm nay mình bữa nay mình sẽ có ba người mà sẽ trình bày. Trước hết là cô Duyên Bùi, là một người giáo sư ở bên University of Hawaii Manoa. Mình sẽ có luật sư Nguyễn Văn Đài, và mình sẽ có một người Raphael Minmum, là một người mà đã start up một cái application tên là Horizon mà sẽ giúp cái sự tự do Internet trong Việt Nam. Tâm có bao giờ liên lạc với các bạn trẻ trong Việt Nam để họ nói về cái tình trạng tự do Internet tại Việt Nam chưa? Dạ, cũng có mấy lần, em cũng có mấy buổi câu hỏi để nói chuyện với các anh em ở trong Việt Nam. Để nói về cái sự an ninh Internet và cái processes và cái lack of cái mấy anh em không có nhiều tự do Internet, thì mình có thể giúp đỡ làm sao có thêm sự cơ hội để lên mạng. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu đến sự duyên vừng một trong ba diễn giả chính của ngày hôm nay. Một lời mà Duyên xin nhắn với các bạn trẻ ở Việt Nam và ở bên hải ngoại. Các bạn trẻ ở đây rất là quan tâm về tương lai của đất nước Việt Nam và tới đây hôm nay để học hỏi thêm về tình hình Việt Nam như sao, để có thể đóng góp một bàn tay trong đó. Và Duyên rất là có nhiều sinh khí vì thấy có nhiều người đã đăng ký cho buổi hôm nay và đã rất là muốn thắc mắc và hiểu biết cái gì ở Việt Nam, và lâu ngày quá mình chưa gặp mặt được face to face với nhau vì cái dịch bệnh á. Rồi cái cơ hội này là một trong Duyên mong là một trong những bước đầu để mình có thể gặp nhau hơn và có thể kết nối với các bạn ở Việt Nam hơn sau này. Các bạn trẻ ở trong và ngoài nước vẫn liên lạc với nhau, thì tiến sĩ Duyên Bùi thấy cái tình trạng các bạn trẻ ở trong Việt Nam đó, họ hiểu biết gì về tự do Internet tại Việt Nam, thì họ có hiểu biết họ là đang bị hạn chế nghiêm ngặt, không có được tự do hay không, họ có biết điều đó hay không? Dạ, theo Duyên thì Duyên nghĩ là họ biết có những cái trở ngại giống như muốn lên những cái mạng xã hội hay
hay mạng website thường á mà bị ngăn chặn, thì các bạn trẻ Dương không biết và họ không biết cách mà vượt từng ngữ luôn. Giờ Dương biết họ có biết cái khả năng, nhưng hiện nay á thì chưa có biết cách nào để mình có thể tụ tập lại để làm cái phong trào để nói lên cái sự tự do ngôn luận của mình, và chỉ biết cái cách mà để đi vòng thôi những cái ngăn cản đó. Sao mong là lúc mà kết hợp được với các bạn trẻ ở hải ngoại luôn á, mình học được nhiều thông tin mới và có thể tạo ra một cái phong trào sau này. Duyên vừa mới nghĩ là khi mà tạo ra một cái phong trào để có được tự do internet tại Việt Nam, cái đó cũng là một cái điều nguy hiểm đối với các bạn trẻ trong nước. À dạ, thì trong cái cách mà mình trao đổi chung với nhau á, giống như cái buổi hôm nay sẽ có một người trình bày về cách thức mà mình có thể giữ gìn cái sự an toàn của mình lúc hoạt động trong mạng. Rồi cái đó là một cái điểm rất là quan trọng, và cảm ơn anh đã nêu lên. Vậy Duyên Bùi, khi mà tổ chức cái buổi hội thảo về tự do internet tại Việt Nam, có mong muốn hay là mong ước có một cái điều gì tốt lành cho đất nước Việt Nam hay không? Dạ, Duyên thì gia đình và chính Duyên đẻ và lớn lên ở hải ngoại và có nhiều cơ hội để gặp gỡ với các trẻ ở Việt Nam luôn, và mình có rất nhiều tiềm năng. So Duyên chỉ mong là một nào đó, ngày đó các bạn ở Việt Nam cũng có cái cơ hội để phát triển giống như dễ dàng giống như Duyên có cơ hội ở lúc lớn lên ở Mỹ. Và mong là mình có thể kết nối và có xin thấy là mọi người đều có cái ý niệm giống nhau hết. Qua cái đó thì mong là phát triển được cả đất nước của mình luôn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu luật sư Nguyễn Văn Đài, là một trong ba diễn giả ở buổi hội thảo về tự do internet tại Việt Nam. Thưa luật sư, ngày hôm nay thì cái phần trình bày của ông nội dung như thế nào? Dạ, thưa quý khán giả của đài SBS, thì cái nội dung trình bày của tôi ấy, liên quan đến tôi là một nạn nhân của cái việc đàn áp internet từ phía trong nước. Trước khi rời khỏi Việt Nam á, thì tôi đã từng bị đàn áp, đã từng bị bắt, bị xử tù ở Việt Nam rồi. Nhưng mà khi mình đang sống ở một nước tự do như nước Đức, nhưng mà nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam ấy, họ vẫn tìm mọi cách sử dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau để mà tìm mọi cách gây áp lực để buộc mình phải im lặng. Thì đó là những vấn đề họ dùng, vấn đề kỹ thuật này, họ tác động đến chính phủ Đức, rồi đôi khi họ dùng những cơ quan an ninh của họ để họ đe dọa mình một cách trực tiếp. Đó là những cái gì mà tôi đã từng trải qua trong suốt 5 năm qua khi sống ở nước Đức. Thì hôm nay đây là một cơ hội để tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm đó đối với những bạn trẻ Việt Nam sinh ra ở hải ngoại, và khích lệ các bạn trẻ Việt Nam ấy, khi mình đang sống ở các nước tự do thì mình có thể dùng có thể làm gì để truyền tải những cái thông tin từ nước ngoài, hay là quảng bá những cái kiến thức về tự do, dân chủ, nhân quyền cho những cái bạn trẻ trong nước ạ. Và mong muốn của ngày hôm nay qua cái buổi hội thảo này, ông mong muốn điều gì? Vâng, mong muốn là những cái bạn trẻ người Việt sinh ra ở hải ngoại, có những bạn thì cũng đã có từng có cơ hội về Việt Nam, nhưng có những bạn thì chưa bao giờ về Việt Nam cả, họ chỉ nghe Việt Nam qua lời kể của cha mẹ họ thôi. Thì họ sẽ biết được là những cái gì mà những người bạn trẻ trong nước đang trải qua, thì họ sẽ dấy lên cái tinh thần trách nhiệm của họ đối với quê hương nơi mà tổ tiên họ, cha mẹ họ đã từng sinh ra ở đó. Họ có làm cái điều đó tốt đẹp cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Ông nghĩ là qua buổi thảo này và những cái buổi mà tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam có thể gây một tác động là lớn nào cho giới trẻ Việt Nam hay không? Nếu như chúng ta nghĩ rằng là trong ngắn hạn, trong vòng vài ba tháng hay trong 1-2 năm trước mắt ấy, thì nó sẽ không có tác dụng nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì để mà làm công việc đó trong một thời gian dài, vì đây là mục tiêu dài hạn, thì chắc chắn nó sẽ có tác động rất lớn đến sự thay đổi nhận thức của các bạn trẻ cũng như là người Việt Nam trong nước. Bởi vì bất kỳ một cái sự thay đổi nào của một quốc gia thì nó đều đến xuất phát từ nhận thức, mà cái quá trình thay đổi nhận thức này nó cần nhiều thời gian chứ không thể nào mà ngắn thời gian được. Sau khi xem xong clip rồi, các bạn thấy thế nào? Các bạn có thấy rằng Việt Nam chúng ta có tự do internet hay không? Có tự do ngôn luận hay không? Quan Lâm thấy ngay từ trong phần phỏng vấn của cái bạn nam kia thì đã không thấy có sự tự do ngôn luận rồi. Cái thằng cha MC, không, ông chú đúng hơn, tại vì mình, quý vị thông cảm, Quan Lâm nói tiếng Việt không dành cho nên xài từ thằng cha
chứ đúng ra là ông chú MC. Ông chú MC đã không cho cái bạn nam kia được tự do ngôn luận, được tự do nói tiếng Việt. Quan Lâm thấy rõ ràng rằng ông chú ấy mớm lời, rồi sau đó bạn nhỏ này trả lời y chang như ông chú nói luôn. Tức là bạn ấy không hiểu lắm về những điều ông chú nói, nhưng thấy mớm lời bạn ừ theo, chứ bạn không hiểu và bạn không biết nói tiếng Việt như thế nào. Đây thật sự là một sự xúc phạm tiếng Việt của người Việt ở bên Mỹ. Ây cha, nói tiếng nước ngoài cũng khó khăn quá. Xin lỗi quý vị và các bạn, do nói tiếng Việt không rành cho nên Quan Lâm phải biểu cảm bằng những bàn tay như thế này. Quan Lâm rất bức xúc cho cái bạn sinh viên làm trong ban tổ chức kia. Bạn ấy, bạn tổ chức, bạn không hiểu gì hết trơn hết trọi. Bạn không biết gì về tiếng Việt nữa. Gặp thằng cha, à không, ông chú MC mớm lời, cho nên bạn nói có được gì đâu, ông chú nói không. Do vậy chúng ta thấy ngay từ phần phỏng vấn đầu tiên thì bạn được phỏng vấn không có tự do ngôn luận. Đấy, về cô tiến sĩ, phải tiến sĩ hôn. Tiến sĩ sinh ra tại Mỹ, biết nói tiếng Việt chút chút thôi cũng được. Nhưng mà nó kỳ đúng không quý vị? Nó kỳ, mệt. Trời ơi quý vị và các bạn thấy không? Cái con mẹ tiến sĩ, chắc cũng, Quan Lâm nghĩ chắc cũng nhỏ tuổi hơn Quan Lâm, chứ không lớn hơn đâu. Nhưng mà nhìn thấy lên phát ngôn cái kiểu mong muốn là Việt Nam có một cái gì đó tự do về ngôn luận, tự do về Internet. Thật sự quý vị và các bạn nhìn thấy rõ ràng Việt Nam chúng ta rất có tự do ngôn luận, rất có tự do Internet. Nếu mà không có tự do ngôn luận, không có tự do Internet thì Facebook cấm lâu rồi. Bên Trung Quốc nó làm lẹ lắm, nó cấm luôn Facebook. Nó chỉ dùng mạng xã hội do chính nước nó làm ra. Việt Nam mình nếu có mạng xã hội trước đây có làm á, nhưng mà tại vì nó không phát triển bằng thằng Facebook cho nên bỏ thôi. Chứ nếu mà phát triển cái mạng đó cấm luôn Facebook được không? Được, Việt Nam cấm luôn cũng được nữa. Nhưng mà không, Việt Nam rất là tự do để cho mọi người có thể tìm hiểu được cái thông tin trên mạng, làm sao để mà đa chiều. Còn ở bên kia thế giới chúng ta đang thấy chỉ có một chiều thôi. Một chiều theo cái kiểu nghĩ của tụi nó. Tức là tụi nó nghĩ thì sao? Tụi nó nói rằng là Việt Nam không có Internet, tức là nó khẳng định là ở Việt Nam không có tự do Internet. Gặp ông nội luật sư Nguyễn Văn rất đài nữa. Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, thấy rõ ràng những thằng mà nó thất bại, những thằng nó đi sai lệch, những thằng tội phạm, lúc nào nó cũng làm cho con người ta đi theo cái hướng của nó cả. Những cái hướng là càng lúc càng nghĩ sai, càng lúc càng thất bại theo. Đấy. Và nếu mà so sánh về Việt Nam và nước Mỹ của tụi nó, thì quý vị và các bạn nghĩ nước nào có tự do Internet hơn? Quý vị và các bạn nói nước Mỹ. Chỉ có nước Mỹ mới có tự do Internet. Chỉ có nước Mỹ mới thực sự là mang lại cho người ta thực sự tự do và hạnh phúc trên Internet. Quan Lâm cũng nói thẳng như quý vị luôn, nước Mỹ không có tự do Internet. Nước Mỹ không có tự do Internet. Bằng chứng đầu tiên đó là gì? Tổng thống còn bị khóa mõm mà. Ông Donald Trump nói ra mà còn bị cắt không cho nói. Thằng Facebook cắt nó. Rồi Twitter nó cấm nó đâu cho phát ngôn. Vậy thì tự do Internet ở đâu? Ngay cả những người đứng đầu của một đất nước mà nó còn không cho nói thì làm sao mà có tự do Internet đối với người dân? Và nếu như quý vị và các bạn thấy rằng là chỉ có tổng thống cấm thôi thì chưa đủ, thì Quang Lâm xin phép đưa thêm một số thông tin để cho quý vị và các bạn có thể nhìn nhận rằng là nước Mỹ tự do Internet như cục xiết nha. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2017 vừa qua thì Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, viết tắt là FCC, đã bỏ phiếu hủy bỏ các quy tắc trung lập về Internet vốn được thừa nhận từ năm 2015 dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Thì Quang Lâm xin phép được nói lại cái nội dung một cách rõ ràng, giải thích để cho quý vị và các bạn hiểu được cái quy tắc trung lập nó như thế nào và tại sao mà nhiều người họ lại phản đối cái vụ này, và đến bây giờ nước Mỹ vẫn đang phải áp dụng quy tắc đó của FCC, và có nhiều bang thì họ đem họ
chống đối lại cái lệnh này, nhưng trên nguyên tắc nói tất cả mọi người đều phải chấp nhận, và một số bang họ làm trái với cái lệnh này do họ họ sử dụng luật, họ nói chung là họ sử dụng luật này để chống lại cái luật kia để họ có thể được sử dụng internet theo ý của họ thôi. Thì nguyên tắc là như thế này quý vị, nếu hình dung internet như một xa lộ với nhiều làn xe thì quy tắc trung lập internet buộc các IPS phải đảm bảo tốc độ cho phép ở mỗi làn là như nhau, không được phân biệt đối xử, không chia các làn nhanh làn chậm khác nhau. Giống như mình đang đi xe các bạn, ví dụ có làn đường có 10 làn thì xe máy, xe Honda, xe gì á là được quyền đi tốc độ y chang như nhau hết trơn á, trời, không được cấm cái đường này đi với tốc độ chậm, đường kia đi với tốc độ cao, ưu tiên cho đường khác đi tốc độ cao thì không có được. Mà nguyên tắc của nó là đảm bảo tất cả các làn đường được sử dụng với tốc độ y chang như nhau. Nhưng mà ở đây FCC họ đã chơi một cái kiểu đó là gì? Không được trung lập nữa, tức là ví dụ 10 làn xe tốc độ sẽ không như nhau nữa, có thể ưu tiên cho con này chạy nhanh nhanh hơn, còn mấy thằng đi xe đạp hay xe máy gì đó được, bắt buộc nó phải đi thấp. Hoặc là mày đang đi ô tô nhưng mà mày đi trong cái làn này, tao bắt buộc mày phải đi với tốc độ thấp, không được đi tốc độ cao. Và nếu như mày muốn được đi tốc độ cao thì mày phải trả thêm tiền. Đó, tư bản là như thế quý vị. Và cái nguyên tắc này nó cũng đã làm cho rất là nhiều người lên tiếng phản đối, và phản đối rất là cật lực quý vị. Người ta chửi quá trời, anh làm trên dịch vụ internet mà anh em anh cấm cái này, anh bắt người ta phải trả thêm tiền. Thì nhiều người họ tức tối, họ chửi quá trời. Và thêm cho quý vị và các bạn một thông tin nữa để quý vị và các bạn thấy rằng FCC đang có một cái chương trình nó như thế nào. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, tức là mới đây thôi quý vị, Tổng trưởng lý New York Letitia Zen hôm nay tức là ngày 10 tháng 5 đã bảo đảm 615.000 đô la từ ba công ty LCX, LeadID và Inficient đã cung cấp hàng triệu nhận xét công khai giả mạo nhằm tác động đến một thủ tục năm 2017 của Ủy ban Truyền thông liên bang FCC nhằm bãi bỏ các quy tắc trung lập Internet. Tính trung lập của mạng cấm các nhà cung cấp băng thông rộng chặn, làm chậm hoặc tính phí các công ty để ưu tiên một số nội dung nhất định trên Internet. Một cuộc điều tra của văn phòng tổng trưởng lý viết tắt là OAG đã phát hiện ra rằng những bình luận giả mạo đã sử dụng danh tính của hàng triệu người tiêu dùng, bao gồm hàng nghìn người dân New York mà họ không hề hay biết hoặc đồng ý. Nói chung, ba công ty đã đồng ý trả 615.000 đô la tiền phạt và bồi thường. Đây là loạt thỏa thuận thứ hai do tổng trưởng lý James đảm bảo với các công ty cung cấp nhận xét giả mạo cho FCC. Để giải thích rõ hơn thì Quang Lâm xin phép nó như thế này. Chẳng hạn như đây là một sự việc người ta đem là người ta đưa ra để mà ủng hộ một cái vấn đề nào đó, chẳng hạn như ủng hộ từ thiện. Thì rất là nhiều người ở bên này bình luận rằng là cái sự việc này nè, nếu đưa ra công khai thì những ai mà bình luận về cái vấn đề từ thiện đây nó không được tốt, cái từ thiện này nó là giả mạo, từ thiện này là nó không được công khai minh bạch, sẽ ảnh hưởng đến những người tham gia đóng góp vào từ thiện. Thì những cái nhà mạng cung cấp dịch vụ họ được quyền xóa bỏ nó đi, những cái gì mà tiêu cực đối với cái sự việc này, sự việc từ thiện này thì nó xóa bỏ. Thì những cái sự việc mà tích cực nó đưa lên là mọi người hãy cứ đóng góp đi, đây là công việc từ thiện, nó rất là an toàn, hợp lý, minh bạch và đảm bảo cho rất là nhiều người khác khi mà người ta đóng góp từ thiện. Thì những cái bình luận tiêu cực người ta xóa, những cái bình luận tích cực thì người ta để. Đó chính là cái cách mà các công ty cung cấp dịch vụ mạng ở bên Mỹ người ta làm, để cho những cái điều mà nó đẩy toàn bộ cái thông tin cho một sự việc mà nó mong muốn được đẩy lên cao trào và nó để nó đạt được cái ý của nó. Còn những cái bình luận tiêu cực là nó xóa hết những cái gì mà nói xấu, giống như là gì ta, nói về cái chẳng hạn đi, nó rõ hơn nữa, dễ hơn nữa là chẳng hạn cái tụi ba sọc bên kia thế giới nó đem nó nói xấu về thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái bình luận về nói xấu thành phố Hồ Chí Minh để thì nó để, còn những cái bình luận mà khen ngợi về thành phố Hồ Chí Minh là nó xóa đi. Nó tương tự như vậy đó bạn. Cho nên là ở bên nước Mỹ người ta đang xem xét cái vấn đề này và người ta chửi quá trời quá đất. Đến bây giờ nó vẫn còn năm 2023 đây, ngày 10 tháng 5 này, nó vẫn còn phải xử lý. Và nhiều người khác đến cái vấn đề xóa bỏ quy tắc trung lập về Internet từ năm 2017 đến bây giờ nó vẫn còn hiện hữu. Và mỗi bang nó có một cái cách lách luật riêng, mỗi bang nó có một cái cách lách luật khác nhau, nhưng chung quy lại nó vẫn phải chịu cái sự quản lý của thằng FCC này. Đó, do vậy để Quang Lâm đưa thông tin cho quý vị và các bạn biết rằng là ở bây giờ người Mỹ họ không thật sự họ có tự do về Internet đâu.
ngay cả tổng thống cũng bị khóa mỏ, tổng thống nói chuyện mà nó còn không cho nói mà, thì làm sao mà người dân thường như mấy thằng mỏi vàng, mấy thằng ngụy bên kia thế giới mà nó có tự do internet được. Do vậy nếu như mà mấy anh mà bên kia thế giới tổ chức những hội thảo nói rằng Việt Nam không có tự do internet, không có tự do về ngôn luận thì nên coi lại giùm, bởi vì chính mấy anh là những người sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ. Mấy anh không biết rằng ở Việt Nam này tự do và vui vẻ như thế nào, cho nên những cái buổi hội thảo ban tổ chức, ban điều hành phải có tri thức, phải có não cái đã, rồi mời những học giả, mời những tiến sĩ phải có trình độ và chuyên môn, chứ không thể mời những tên tội phạm lên mà nói cho quý vị nghe được. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem Đấu Tranh Dân Chủ, Cải Thiện Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam.